Đấy, tầm này cứ mang huyết mà chơi thôi. Đợt này thông tin tướng mới game giấu lâu rồi ha, mày game giấu lâu ác luôn á thiệt. Đợt này thông tin tướng mới game giấu lâu phết mấy anh em. Chờ nhà phát hành xì thông tin tướng mới ra mà lâu quá. Ôi suy nghĩ gói bịp đó, quan tâm làm gì, gói đó nhận hay không, gói đó vui vẻ. Gói đó giờ nhận cái gì chả được. Gói đó bây giờ bị gói đó vô đúng kiểu vô tế là con luôn á, bị gói bịp vãi. Nhắc tới gói đó rầu à. Má mấy ngày đi làm luôn về đâu, đi làm ói ỉ quần luôn mà nhìn ăn nó mua. Nhìn ăn nhìn uống nó mua cái gói đó bị bịp, bị cay vậy. Mày hết hết tuần này, hết tuần này mày ra. Tôi chắc được này chắc tôi bỏ hết tướng tôi cũng quay luôn á mấy ông thiệt. Tôi đang có ý định là tôi bỏ hết tướng tôi cũng quay luôn á mấy anh em. Để tôi bỏ hết tướng tôi không quay, để tôi quay con, để tôi quay con để tôi quay con, tôi quay tướng anime. Ừ. Tôi tính bỏ hết tướng luôn để tôi chỉ chơi tướng anime thôi, ra tướng anime tôi quay còn ra tôi khỏi quay mấy anh em, tôi chơi một form gọi là Weibo. Ờ, tôi xây dựng đồ hình Weibo của tôi mấy anh em ơi. Tôi đéo chơi đồ hình nào khác hết á. Tôi chơi đồ hình, tôi xây một cái form Weibo. Cuộc sống này thật là tươi đẹp khi là một Weibo. Ai đâu biết, bữa nó cho vote rồi đó. Đêm qua nó mới cho vote rồi đó. Đêm qua nó mới cho vote rồi đó mấy anh em. Vô vote thôi. Ừ, nói chung là anime nào cũng được. Cứ tướng anime là mạnh nè mấy anh em, cứ mặc định với tướng anime là mạnh nha. Đó, cứ mặc định tướng anime là mạnh đi, không sao đâu. À quên, chút nữa vô đi mê cung nữa, quên chút nữa vô đi mê cung. Mẹ đi mê cung như tôi không có cung Lycia sao á, tôi không có Lycia đủ phẩm cho nó, không cho đi Lycia mấy ông cây rồi. Để đi trận này xong rồi ra đi mê cung. Giờ ra cứ ra, bây giờ tôi lấy tướng anime thôi. Ừ, khỏi lấy tướng bình thường. Tôi bây giờ tôi cứ quốc tướng anime mà tôi lấy thôi. Bỏ hết, skip hết tướng luôn, ai chửi gì chửi. Tầm này skip hết tướng luôn, ai chửi gì chửi, chơi tướng anime thôi. Khỏi phân tích meta cũng về, chơi tướng anime là game win rồi. Chơi tướng anime thôi. Không có khỏi cần là tướng là meta hề đó. Tướng anime là mạnh. Onin tướng anime. Ok chay, có lấy quần què. Mẹ tướng bỏ tiền lấy đi, kêu bỏ tiền ra. Tướng bỏ tiền lấy em, kêu em đi kề chay. Mấy em còn con nào em hỏi khó hơn anh không? Con tướng người ta bỏ tiền ra người ta lấy, em kêu em đi kề chay. Ồ. Thôi viết đơn đi, viết đơn xin bên Wonderman CBC đi. À
AFK lấy một con copy rồi lên liên kết là được. Trời gì thì dễ quá. Ơi nó cho gì thì dễ quá mấy anh em, lấy một con copy xong mà dùng phiếu chuyển qua liên kết lên là được, gì thì dễ quá, bú gì thì bú đậm quá. Thiệt á, nó mà cho như vậy thì bú đậm quá mấy anh em ơi. Má nó cho gì thì sướng quá luôn á thiệt. À, nó mà cho vậy thôi, nó mà cho vậy tôi ngồi tôi cứ chờ, tôi quay một con tôi nâng mắt một con luôn, nhưng mà tôi thích chơi con nào tôi chuyển qua, nó thích chơi nào phế tôi chuyển qua thôi, nâng hết mấy anh em, chơi gì sướng quá luôn, sướng như tiên luôn á. Kệ chơi mai nạp với mai nạp, giờ nạp phải chờ ngày 10 tháng 10 mai nạp, rồi nạp đủ vô nạp, nạp hơi bị nhiều á. Nạp mà để nạp đủ và nạp hơi bị nhiều quá nha. Nên trung bình một phút thời không, một phút trời không bên kia 2 triệu đổ lên anh mà có free cho game cài. Anh thì anh là người chơi nạp nên anh không để ý. Anh chỉ quan trọng là bây giờ nếu như bây giờ ra tướng anime thì nó là một hệ riêng luôn hay là nó bán skin. Nó có đi làm khác không? Anh chỉ quan trọng là bây giờ nó nếu như mà trường hợp nó ra tướng, nó, bây giờ trường hợp nó ra tướng á, bây giờ nó mà ra tướng là nó ra tướng anime á, là nó đi bán skin là nó quay ra luôn tướng giống như Arena. Đêm qua mọi người nói anh á, mọi người kêu anh là nó ra nguyên một con tướng luôn, xong nó ra một cái hệ mới luôn là hệ ví dụ như hệ Weibo. Nó ra một cái hệ mới luôn, nó gọi đó là hệ Weibo, là cái hệ quần què đó. Rồi còn hay là nó chỉ ra skin thôi, nếu như ra skin thì mua skin. Ra skin mới có tăng đam nha, ra skin không có tăng đam tôi khỏi mua à. Ra skin là phải có tăng đam nha, còn ra skin mà không tăng đam tôi khỏi mua. Tự nhiên chơi skin mà không tăng đam phải như lửa chùi vậy, mua skin tăng đam. Ra tướng luôn thì ngon, ra tướng ngon, ra tướng luôn thì quá bú mấy em. Quay tướng vẫn ngon hơn, thì cái skill khác chơi cho tướng chứ, chứ mặt xong nhìn loạn lắm. Không, mặt thì mấy nhân vật nữ đẹp hơn mấy em. Chung mà tầm này nó ra, nó chỉ để chắc cuối năm đầu năm 2025 mới ra được. Tầm này cuối năm chắc collab cũng kịp. Là những con trong mùa giải này là chắc anh nghĩ là mùa giải sau á, mùa giải này chắc ra không kịp rồi. Nghĩa là mùa giải sau á, chắc phải hết cái mùa giải làn sóng mua đồ này thì may ra, tại vì mùa này nó lộ hết mỹ 5 con rồi. 4 con đầu mùa xong rồi 5 con phía sau luôn rồi thì đâu collab được, chắc phải hết năm nay hoặc là qua đến năm 2025. Phải tới season 3 thì may ra. Tới season 3 thì may ra mấy anh. Mẹ collab Genos về mẹ lấy luôn.
lát chi nốt về nguyên con người máy game này tụi nó động vật thú vật rừng luôn mà mẹ vô cầm chi nốt vô mẹ trưởng cháy rừng luôn mày vô cầm Lily May Lina vô trưởng phát cháy đầu Lina là Lily May luôn á nè. Ờ tôi thấy game này là một game có dấu hiệu top 1 rồi đó. Ở đá gì Genos vô, con Genos nó đâu phải là người đâu, Genos là người máy mà mấy anh em, người máy đâu cần năng lượng đâu. Người máy cần gì năng lượng, mày người máy biến bộ giáp xuống mày chưởng luôn, nhớ đốt lửa khò lửa. Người máy cần gì năng lượng mấy anh em, vô tự động xài skill luôn, vô rớt xuống sân tự động xài skill luôn giống như rành vậy đó. Khi mở khóa bật thăng tiên cộng là Genos bay từ trời chưởng xuống luôn như Ska mấy anh em. Má tầm này collab mà đừng có lỏ như thằng Liên Quân là được, mẹ ra Liên Quân ra nhân vật Saitama là con Saitama là con ra, xong rồi Tatsumaki là con VC mà nhìn nó lỏ vậy. Mới được ví dụ như Awad đó, Awad được có làm công nhận được Awad nó collab với lại Wonder Man hay. Được Awad nó làm collab với lại Wonder Man đỉnh đấy nè. Lẽ cái mùa vinh dự này á, bây giờ nó phải tăng phần thưởng của cái này, nó chỉnh sửa rồi lại lên, xong nó thêm nhiều cái ranh hạng đồ cân bằng tướng theo mùa rồi thì game này nó sẽ hấp dẫn hơn. Tại vì cái chế độ này nó sẽ chỉ dành cho những người mà người ta không có nạp tiền nhiều á, thì người ta sẽ chơi cái chế độ này để người ta tiếp tướng, người ta trải nghiệm thì nó sẽ phù hợp hơn. Mà tôi thấy nó không chỉnh sửa cái này nhiều. Cái đồ cũng ngon vậy. Hơi bị nhiều đồ, hơi bị nhiều đồ, từ hơi bị nhiều đồ. 1, 2, 3, 4, 5. Ông Miko không cần, Miko đâu cần lắc đít đâu mấy anh em. Mút trong Mỹ Miko, trong Miko xài cho kêu làm gì. Ừ, chế độ này tôi thấy nó sửa cho season. Chế độ này phải sửa theo tuần, theo tháng, theo meta rồi sửa, còn mà để chơi hoài gì. Meta này mang huyết nó mạnh bài cố luôn, xong rồi meta sau vong linh nó mạnh lên. Ví dụ như meta trước ánh sáng nó làm du luôn, mày meta trước thì ánh sáng, ở meta trước nó còn cân bằng hơn chút xíu. Trời cái quần què vong linh vô ngủ đốt tôi ngã rạ luôn vậy trời. Ôi má mình thua mình cũng hiểu gì sao mình thua luôn kìa. Ôi mấy vong linh nó bịp.